Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không khí thi đua lao động sản xuất rộn ràng ở khắp các đơn vị doanh nghiệp với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu năm, ghi nhận của phóng viên HTV. Sáng ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng, gần 100% cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty Vissan phấn khởi bắt tay vào sản xuất. Từng sản phẩm đang được chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu mua sắm đầu năm và cho đợt hàng chuyển đến Trường Sa hơn 135 tấn vào tháng 4 tới đây. Cũng là 99% là người lao động là đã tập trung vô làm việc, rất là vui. Và cái sản lượng của năm nay á, thì đầu năm cũng rất là khá là nhiều và mọi người cũng là vô làm là khá là đầy đủ. Có một cái truyền thống, cái văn hóa của Vissan là người lao động là gắn bó rất là nhiều cái thế hệ, cho nên cứ mỗi lần mà sau cái dịp nghỉ Tết thì cái người lao động quay trở lại làm việc với một cái tinh thần rất là thoải mái, rất là phấn khởi. Ghi nhận tại công ty cơ khí Duy Khanh, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, doanh nghiệp nhanh chóng quay lại sản xuất. Niềm vui, sự phấn khởi càng tăng lên gấp bội. Khi vừa quay lại sản xuất, công ty đã nhận được đơn đặt hàng. Ký được một cái đơn hàng ngay ngày đầu năm mà được trên 100 triệu, nó không nhiều nhưng mà nó cũng là một cái tín hiệu vui, coi như là ngay đúng ngày khai trương là đã có đơn hàng của khách. Đầu năm thì cũng có được cái đơn hàng cũng gọi là tốt, cho nên là anh em rất là phấn khởi khi quay lại làm việc sau những ngày nghỉ lễ Tết, tranh thủ những cái ngày đầu năm để mà chạy cho kịp tiến độ. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh được dự báo còn nhiều khó khăn, năm 2024, hầu hết các công ty đều xác định mục tiêu là tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Kế hoạch của năm 2024 thì chúng tôi về mặt doanh thu thì dự kiến là 3.700 tỷ, tức là tăng 8% so với cùng kỳ, và về lợi nhuận là 150 tỷ, dự kiến là tăng nhuận lại 9% so với cùng kỳ. Trước mắt mình xác định là còn có rất là nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có đánh giá dù trong những cái giai đoạn là đầu năm của quý 1, quý 2 có thể là gì là chưa, nhưng mà có thể là trong cái phần cuối năm và 2024 sẽ có những cái sự là khởi sắc. Trong cái hội cơ khí điện thì coi như anh em là đang tích cực tìm kiếm thêm thị trường. Trong đầu năm 24 này là coi như là mở một cái showroom chung cho số doanh nghiệp Hami tại thị trường Campuchia, tham gia triển lãm ở Ấn Độ, hy vọng là có thể mang lại được những cái hợp đồng mới. Tinh thần là các doanh nghiệp phải chủ động và tìm kiếm thêm đối tác, tìm kiếm thêm khách hàng, tìm kiếm thêm nguồn hàng và xây dựng cái đội ngũ của mình, xây dựng cái năng lực sản xuất kinh doanh của mình một cách tốt nhất, để có thể là khi mà cái nền kinh tế nó phục hồi mạnh mẽ thì mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Sự nỗ lực tích cực của người lao động ngay trong đầu năm và chiến lược phát triển nội lực của doanh nghiệp chuẩn bị cho nền kinh tế khi hồi phục, hứa hẹn tín hiệu một năm mới với nhiều lạc quan và khởi sắc hơn.